Hay vẫn đường Gò Thùng ha. Đường Gò Thùng và đường Chu Le. Và kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là cái con đường tên là đường Gò Thùng, thuộc xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ đây mà đi thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng hơn 80 cây, 83 cây là đến đúng nhà thờ Đức Bà luôn á. Thì giới thiệu quý vị một lô đất có diện tích là 1,1 hecta. Chiều ngang mặt đường này nó khoảng 60 mét là mặt tiền đường nhựa nhé. Đấy, từ cái cây cột điện này. Đấy. Đấy. Nó có một cái mặt tiền đường đất này nữa, đường ống ne. Đấy. Nó chạy thẳng xuống dưới này. Thì lô đất này có diện tích 1,1 hecta. Kia. Của mình đến tận cái ô tô trắng đó. Thì là đây. Giá bán cho lô đất này là 6 tỷ 4. Khu này thì nên thổ cư thoải mái quý vị nhé. Khu quy hoạch khu dân cư, chạy thẳng ra phía này là ra hồ sông Dây. Đấy. Thì lô đất rất là đẹp, tạo ra không gian rất đẹp, nên thổ cư thoải mái. Hai mặt đường. Đây, bên đó đường Suối Le. Đường Suối Le. Đường Suối Le. Ở đây rất nhiều người nuôi chim yến mà có nhiều yến không ta anh? Thành công. Rất là thành công. Thành công. Xuống cái trại mình ở dưới đó coi. Yến, à, yến rất thành công bởi vì đây nó có hồ sông Dây mà. Hồ sông Dây có 200 mét. Vâng. Cách hồ sông Dây. Vâng, cách hồ sông Dây 200 mét thôi. Xung quanh đất của anh là đã rào lưới thép gai rồi. Đó. Điện đóm các thứ đây. Ngay đây. 6 tỷ tư quý vị nhé. Thẳng cái đường này gọi là đường Gò Thùng quý vị nhé. Thẳng đường này là đi ra cái là ra đường ngãi giao Hòa Bình luôn. Đấy, tức là vuông vức, à quên, vuông vuông góc với lại cái đường suối giao, à đường ngãi giao Hòa Bình. Cách thế. Bốn trăm mét vuông đấy bao nhiêu vậy? 450. À. Ừ. Ừ, bên cạnh đó thì anh cũng có cái nô 400 mét vuông. 350 hả anh? À, nhưng mà chiều ngang nó sao? Chiều ngang nó bao nhiêu mét? À, 350 cũng được ấy chứ. À, rồi ok. Vậy quý vị quan tâm alo cho tôi nhé.